Ba. Chào tất cả bà con nhá. Mình xin giới thiệu, mình là Đào Hội, một thành viên của Tem DGVTV. Đấy, hiện tại bây giờ là mình có cảnh báo với bà con như này. Bà con chỉ giao dịch mua bán máy duy nhất với một số điện thoại và những cái thông tin mình để ở phần mô tả video. Đấy, ngoài những cái thông tin mà mình để mô tả video ra, bà con tuyệt đối không giao dịch với những cái số lạ hoặc là những cái bếp lạ. Đấy, mình không dùng fanpage để mình bán hàng đâu nhá. Đấy, bà con chú ý điều này. Bà con lưu ý là không được giao dịch với những số điện thoại là mình kèo lừa đảo bình luận ở cái mô tả video nhá. Ok bà con nhá, sau đây mình sẽ có một số kèo ngon bổ rẻ mình sẽ quay lên cho bà con xem đây. Ok bà con. Rồi Trường Văn Vuông. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay Trường có rất nhiều kèo rẻ cho bà con đây. Đầu tiên mình lên cho bà con cây XMAX mất mặt để cho bà con 5 củ 5. Con này màn bị lưu ảnh nhá, dùng bình thường nhá. Ấy vỏ xấu để bà con 5 củ 5. Đâu xem là con yên mắc 5 củ 5 à. Đây bà con nhìn kỹ này. Mật khẩu gì nhỉ? Không. Đây. Mình quay cái màn lưu ảnh, cái màn lưu ảnh. Màn này phải để lên trắng mới thấy được. Đây bà con nhìn kỹ lại đây. Con này màn lưu ảnh này, màn lưu ảnh mờ mờ này, bà con nhìn thấy chưa? Đây là cái vết lưu ảnh này. Đấy, nói chung là màn nó dùng tạm ok, vẫn thoải mái nhá. Đấy, vỏ thì con này cũng xấu, không phải là vỏ đẹp. Để cho bà con 5 củ 5. 5 củ 5. Em mắc mất phây màn lưu ảnh. Màn này là màn zin nhá bà con nhá, màn zin lưu ảnh. Lưu ảnh nhẹ thôi, 5 củ 5 vỏ xấu. Ok. Pin 8x. Pin 8x. Được, 5 củ 5 nó mắc, có mắc dùng rồi, rẻ. Tiếp. Tiếp đến là con Redmi Mi 8. Con này mất vân tay. Con này để cho bà con 1 củ rưỡi. Đây Xiaomi Mi 8 Lite. Mi 8 Lite nhá, con này cấu hình là RAM 4, bộ nhớ 64. Đấy. Con này là tình trạng là dùng bình thường, phun chức năng bình thường. Máy zin. Đấy, mất vân tay thôi. Con này vân nó bị mất rồi. Đấy, không dùng được chức năng vân tay, còn đâu là bình thường. Mở khóa khuôn mặt vẫn ok hết nhá. RAM 4, bộ nhớ 64. Để cho bà con bao nhiêu củ mấy? Củ rưỡi. Củ rưỡi. Ok, củ rưỡi Xiaomi Mi 8, RAM 4, bộ nhớ 64. Quá ngon, con này là cấu hình cao đấy. Tiếp đến xem nào, con này là con 6 Plus. Con này bay bát, màn zin bên zin này. Anh quay bên cho bà con xem. Đây bà con gì này? Đấy, con này con 6 Plus bay bát men zin nhá. Đấy. Màn zin. Để cho bà con 9 lít. Đấy, con này để cho bà con là 9 lít, con này 64GB đúng không? 64GB. 64GB mất vân. Đấy, 64GB mất vân, vỏ thì đẹp. Nhưng đây là cái bẩn nhá, bẩn mình bán mình sẽ vệ sinh đây, mình chưa kịp vệ lau thôi. Đấy, 64GB mất vân, 9 lít 6 bài bát, không lau được sim nhá. 6 Bluetooth bài bát. Đúng rồi, 6 Bluetooth bài bát. Con này là con 5S. Yeah. Con này hiện tại màn nó hỏng thay màn cho bà con, bán cho bà con 650. Đấy, con này 5S E. Bypass. Con này bypass là máy không lắp được sim, còn lại chức năng khác dùng bình thường, wifi, chơi game, nghe nhạc thoải mái. Đấy, con này thì để cho bà con 6 lít rưỡi là đã thay màn nhá. Nên màn này bị hỏng, do mình thay màn khác, mình thay màn đẹp và thay màn zin mà bán cho bà con 6 lít rưỡi thôi. Cấu hình con này thì ngang một con iPhone 6S đấy. Đấy, con này cấu chip của iPhone 6S. Ok, 8,5. Tiếp đến là con 5S quốc tế 16GB full chức năng. Đẹp, zin. Con này là 5S quốc tế 16GB full chức năng. Đấy. Con này màn zin, men zin. Đấy, vỏ thì tương đối là đẹp đấy. 16GB full chức năng để cho bà con bao nhiêu? Để cho bà con 7 lít. 7 lít. Được, ok. 7 lít, 7 lít là con 5S full chức năng nhá. Full chức năng, con này full chức năng, vỏ đẹp. Ờ, ok. Tiếp. Xem nào, đây là con 6G Bypass. Có vân tay nhá. Rồi, 6G Bypass có vân tay à? Con này để bà con bao nhiêu? Đã, con này để cho bà con 7 lít đi. 6G Bypass. Vân giá cho bà con. 7 lít. 7 lít hay là bao nhiêu? 7 lít. 6G Bypass để bà con giảm từng tính lương. Không, con này mua cao, con này mua 6 lít rưỡi rồi. Tặng cho bà con có free ship nhỉ? Ừ, được. Ok nhá. 6G bypass, không lắp được sim. Full vân tay luôn. Xem nào, đây cũng là con 6G bypass, mất vân tay. Con này để cho bà con là 6 lít rưỡi. 6 lít rưỡi. 6G bypass, mất vân tay.
Đấy, con này là 416GB. Vỏ thì tương đối đẹp. 6,5 lít. Rồi, tiếp. Con này là con 6S quốc tế 32GB phun chức năng. Pin 100. Con này là 6S quốc tế 32GB phun chức năng, pin 100 này. Con này vỏ thì hình thức nó cũng gọi là xước sát theo thời gian, đây là vỏ zin này. Có xước sát theo thời gian này. Pin mới thay 100. Rồi, vân tay còn này. Con này mặt vuông đẩy cho anh em bao nhiêu? Hai củ. Hai củ à? Ừ. Hai củ có bớt đồng nào không? Thôi thì con này thì tặng bà con gói có đi ship đi. Căn bản là vỏ xấu này để bà con hai củ thì à. Con này 32GB quốc tế phun chức năng này để bà con hai củ nhưng mà vỏ xấu này. Đấy. Thôi thì tặng bà con thêm bộ sạc nữa. Mới gói free ship. Bộ sạc free ship à? Đấy. Ừ. Ok nhá. Bà con nào muốn mua thì cứ liên hệ với cả chồng mặt vuông nhá. Chồng mặt vuông chắc là cũng có fix thôi. Bà con nào fix cho bà con nào khéo miệng nhiệt tình đấy. Chồng mặt vuông thoải mái mà dễ mà. Đấy. Con này con 6F Bluetooth 64GB. Con này mất vân tay. Đã cho bà con 2 củ 3. 6S Bluetooth 64GB mất vân tay. Để bà con 2 củ 3. 64GB bà con nhá. Đấy, hình thức thì nó có xuất sắc thời gian này. 2 củ 3. Rồi ok. Tình trạng như video nhá. Con này là con 6S Bluetooth 16GB mất vân tay. Để bà con 2 củ. 6S Bluetooth này bà con nhìn này. Đấy, vỏ con này thì tương đối thôi. Gọi là tương đối đẹp đấy. Bà con hai củ. Hai củ à. Có tặng bà con cái gì không? Tặng bà con bộ sạc. Tặng bộ sạc. Hai củ thì bình thường là hai củ chỉ mua được con 6 Bluetooth full chức năng thôi. Đấy, nhưng đây là con 6S Bluetooth này. Đấy, cấu hình cao hơn, ok nhá. Tiếp còn kèo gì nữa không? Còn tấm thân này. Anh em nào mua chốt đơn nhá. Ok anh em nhá. Đấy, đây là quán mới này. Mình quay chút cái không gian quán mới cho bà con xem này. Đấy, không gian quán mới, đây là quán mới chuyển của team mình. Anh Thành hôm nay anh ấy bận. Đấy, anh nhờ mình quay video bàn máy cho bà con xem này. Đấy, đây là không gian quán mới này. Đấy, đã chuyển ra cái địa điểm mới rồi nhá. Đấy. Bà con nào mua thì mình thì biết lối qua đây. Chỗ này là ngã tư cầu Lang Khê nhá, bà con nhá. Đấy, anh em nào mà gần cửa hàng ấy thì tiện thể qua cửa hàng chơi, hoặc là anh em nào mà muốn mua máy thì qua trực tiếp máy mua bán cho dễ hơn nhá. Ok, chào tất cả bà con nhá.